sẽ không màng cảm xúc, chắc chắn tôi sẽ chẳng tin. Bởi vì tôi cho rằng nếu không được quan tâm, không được gặp mặt. Ngày xưa nhóm thực tập sinh chúng tôi rời trường với tấm bằng cử nhân chuyên ngành báo chí. Nhưng khi bước vào tòa soạn, chính thức cầm bút với được sự ngỡ ngàng trước nhiều khó khăn mới mẻ,